vị và các đồng chí đến với chuyên mục an toàn phòng cháy. Chuyên mục kỳ này gồm những nội dung chính sau. Mở đầu là phóng sự diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các trung tâm thương mại và cơ sở kinh doanh có điều kiện. Tiếp theo là phóng sự cảnh giác cháy nổ đối với nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Thưa các đồng chí và các bạn, nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng phương án chữa cháy khi xảy ra tình huống cháy nổ tại các trung tâm thương mại, cơ sở lưu trú, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh liên tục phối hợp với các cơ sở tổ chức diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ghi nhận của phóng viên truyền hình An ninh Thừa Thiên Huế. Tại tổ hợp trung tâm thương mại Vincom Plaza và khách sạn Melia Vinpearl Huế, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với cơ sở tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Theo đó, tình huống gia đình được đặt ra là vào hồi 8 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2023. Tại đây xảy ra cháy tại khu vực hội trường tầng 6 của khách sạn Melia Vinpearl Huế. Nguyên nhân do hệ thống điện bị sự cố làm phát sinh tia lửa bắn ra xung quanh, gặp các chất dễ cháy gây cháy. Đám cháy có khả năng lan nhanh sang các tầng, tỏa ra nhiều nhiệt lượng kèm theo khói và khí độc. Tại thời điểm này, khách sạn Melia Vinpearl có khoảng 200 người. Khi nghe báo động, lực lượng chữa cháy cơ sở đã hướng dẫn cho cán bộ, nhân viên, khách hàng thoát nạn. Tuy nhiên, do tác động của nhiều yếu tố, có 7 người bị ngất xỉu ở tầng 2. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng chữa cháy khẩn triển khai các phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, 7 người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Đồng thời, dập tắt kịp thời đám cháy, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của du khách. Buổi thực tập phương án là dịp để các lực lượng tham gia phối hợp rút ra nhiều kinh nghiệm trong công tác hướng dẫn bố trí lối thoát nạn tại các khu vực tập trung đông người, đảm bảo triển khai kỹ chiến thuật chữa cháy linh hoạt, hiệu quả trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ. Được sự phối hợp của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh, hôm nay tổ hợp Vincom Plaza cùng với khách sạn Melia Vinpearl cũng đã diễn tập được buổi phòng cháy chữa cháy. Thông qua buổi diễn tập này thì đã đánh giá được cái vai trò, trách nhiệm, năng lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, tình trạng, khả năng hoạt động của trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, nguồn nước được trang bị phục vụ cho công tác chữa cháy tại cơ sở. Đồng thời thì thông qua cái hoạt động này thì cũng đã nâng cao những cái gọi là cái năng lực cũng như là cái ý thức của cán bộ nhân viên, các nhân sự khi làm việc tại cơ sở để hình thành được những cái ý thức, kỹ năng ứng phó thoát nạn khi mà có sự cố xảy ra. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 1.000 cơ sở kinh doanh lưu trú. Mỗi năm, Thừa Thiên Huế đón hàng triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, nhất là vào mùa du lịch cao điểm, với nhu cầu lưu trú tại các nhà nghỉ, khách sạn tăng cao. Trong khi đó, không ít khách sạn hiện nay là dàn nhà ống, nhà cao tầng. Khi có hỏa hoạn xảy ra, việc thoát nạn và chữa cháy sẽ gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, các công trình này đều có bố trí, lắp đặt thang máy, hệ thống thông gió, hệ thống đường ống dây dẫn điện, v.v. Nếu có cháy nổ, ngọn lửa sẽ lan truyền theo các hệ thống này và gây cháy toàn bộ khách sạn. Do đó, công tác phòng cháy chữa cháy tại các điểm này luôn được đặt lên hàng đầu. Để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khách sạn, bên cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho người đứng đầu cũng như toàn thể nhân viên khách sạn, thường xuyên tập huấn kỹ năng sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ cho lực lượng cơ sở. Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh còn liên tục phối hợp với các cơ sở kinh doanh tổ chức diễn tập hơn 100 phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Qua các cuộc diễn tập nhằm đánh giá khả năng tổ chức chữa cháy của đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở cơ sở, hoạt động của phương tiện dụng cụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ, sự phối hợp giữa các lực lượng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần ổn định và phát triển kinh tế, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong thời gian tới, để chủ động trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các siêu thị, trung tâm thương mại, khách sạn, các cơ sở trọng điểm về phòng cháy chữa cháy, tổ chức xây dựng và diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ với nhiều lực lượng tham gia, trong đó là nâng mức độ quy mô diễn tập lớn hơn với nhiều tình huống giả định sát với tình hình thực tế tại cơ sở. Đồng thời yêu cầu các cơ sở nguy hiểm cháy nổ cao triển khai thực tập phương án chữa cháy vào ban đêm để nâng cao kỹ năng chiến thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các lực lượng tham gia,
nhằm không để bị động lúng túng trong triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, qua đó góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khách sạn, cơ sở lưu trú, bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng chức năng và trách nhiệm của chủ cơ sở, thì ý thức của khách thuê phòng cũng là một yếu tố có liên quan rất chặt chẽ. Theo đó, mọi người dân cần chủ động trang bị cho bản thân một số kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy, thoát nạn, thoát hiểm, cũng như tuân thủ những quy định về đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ ngay tại cơ sở khách sạn mà mình lưu trú, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân cũng như toàn xã hội. Thưa các đồng chí và các bạn, đối với các hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy xảy ra. Chính vì vậy, ngoài việc triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy của lực lượng phòng cháy chữa cháy công an các đơn vị địa phương, thì người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác hơn nữa với hỏa hoạn, đặc biệt là trang bị những kỹ năng xử lý khi đám cháy xảy ra cho các thành viên trong gia đình. Ghi nhận của phóng viên truyền hình An ninh Thừa Thiên Huế về vấn đề này. Cách đây chưa lâu, ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh của gia đình anh Nguyễn Việt Duy tại 382 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Lộc bất ngờ xảy ra hỏa hoạn vào lúc rạng sáng. Ngay sau khi phát hiện lửa cháy từ ban đầu, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã kích hoạt hệ thống báo cháy. Đồng thời, các thành viên trong tổ đã nhanh chóng có mặt, sử dụng bình chữa cháy xách tay để cứu chữa. Tuy nhiên, do các chất cháy chủ yếu từ bao bì, thùng cắt tông, nhựa, cao su, giấy, nên lửa nhanh chóng phát triển mạnh, có nguy cơ cháy lan sang các nhà liền kề. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã huy động lực lượng và phương tiện kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng cơ sở triển khai các phương án dập tắt đám cháy, hướng dẫn, hỗ trợ giải cứu an toàn các nạn nhân mắc kẹt bên trong đám cháy. Thật sự mà nói là cảm ơn cái lực lượng công an phường đã hỗ kịp thời để mà vào chỉ đạo cho anh em trong tổ liên gia, và cũng cảm ơn bên phòng cháy chữa cháy đã kịp thời, nếu không chậm tầm cỡ 50 phút sẽ đám cháy là không lường, là mình thấy sẽ liên quan tới rất nhiều nhà. May mà kịp thời. Còn trong tổ liên gia của mình là mình đã chạy đi kêu cửa nhờ từng người nhà mà có cái giống như nhà mà bán giày ở đây, là mình chạy ra thấu nhà của họ luôn, kêu cửa để cho họ vô họ mở cửa. Dự báo được tính chất mức độ nguy hiểm của các vụ cháy nổ xảy ra tại các nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cùng với công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân và doanh nghiệp chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy, lực lượng công an còn chủ trọng công tác kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở và hướng dẫn các hộ kinh doanh sản xuất nhanh chóng khắc phục những sơ hở, thiếu sót là nguyên nhân dẫn đến các sự cố cháy nổ, nhất là chủ quan lơ là trong việc sử dụng điện, sử dụng các thiết bị điện kém chất lượng để hàng hóa ngăn lối thoát nạn, phương tiện phòng cháy chữa cháy không đạt yêu cầu. Đối với chủ hộ gia đình, đối là chủ cơ sở là phải tìm hiểu, nghiên cứu về kiến thức về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng xử lý khi có cháy nổ xảy ra. Đồng thời là đôn đốc hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình là chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, rồi là các kỹ năng về thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra. Hai là phải là bố trí cái công năng mặt bằng, công năng sử dụng, rồi là vật tư hàng hóa là phải đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy. Ba là phải là quản lý về việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt tại hộ gia đình và cơ sở. Bốn là phải có phương án thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Năm là cũng phải là lắp đặt bố trí các phương tiện báo cháy, rồi là cũng là trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu như là bình chữa cháy, rồi dụng cụ phá dỡ. Đồng thời là cũng là mở các lối thoát nạn thứ hai, không có là chuồng cọp. Hiện nay trên địa bàn thành phố Huế có hơn 7.400 nhà ở, đồng thời kết hợp sản xuất kinh doanh. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, lực lượng công an thường xuyên kiểm tra nhằm chủ động phát hiện sự thay đổi thiết kế của loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, đồng thời nắm chắc mặt hàng buôn bán dễ cháy, từ đó xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp. Đặc biệt, từ khi mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng đi vào hoạt động, các thành viên trong khu dân cư được tập huấn trang bị những kiến thức phòng cháy chữa cháy như kỹ năng, phương pháp thoát nạn khi có tai nạn, sự cố xảy ra, hướng dẫn sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, dập tắt đám cháy,
đã góp phần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho người dân và các hộ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Huế thì cũng đã là phối hợp với là lực lượng công an cấp xã cũng như là Ủy ban nhân dân quận Khả là tổ chức vận động người dân mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân là sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu cũng như là các kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Thì hiện nay là trên địa bàn thành phố Huế đã triển khai đồng bộ và cũng dự kiến trong vòng tháng 9 là sẽ tổ chức được nhiều lớp để hoàn thành các chỉ tiêu mà Bộ và Công an tỉnh đã giao. Việc thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng đã phát huy tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong mỗi gia đình đối với công tác phối hợp, hỗ trợ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong công tác xử lý các tình huống liên quan đến cháy nổ ngay từ ban đầu. Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn công tác phòng cháy chữa cháy tại các nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an và các ban ngành đoàn thể, cấp ủy chính quyền địa phương, thì điều quan trọng nhất là mỗi người dân, doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình và cộng đồng. Phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc chương mục an toàn phòng cháy kỳ này. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.